Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hot girl Đà Lạt đâm chết bạn trai vào tháng 10 năm 2016. Đối với hai bị cáo là Văn Kiều Thiên Ngân, sinh năm 99, và bị cáo Trần Hoàng Bảo Long, sinh năm 94, cùng trú tại phường 2, thành phố Đà Lạt. Theo cáo trạng, Văn Kiều Thiên Ngân và anh Ngô Thế Quang thường trú tại huyện Di Linh có quan hệ tình cảm, nên Ngân đưa cho Quang sử dụng một điện thoại di động mà Ngân mượn của Trần Hoàng Bảo Long. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2016, Long đến thấy điện thoại. Trong lúc nói chuyện tại góc hẻm 41B An Dương Vương, phường 2 Đà Lạt, Văn Kiều Thiên Ngân, Ngô Thế Quang và Trần Hoàng Bảo Long đã xảy ra cãi vã về chiếc điện thoại. Lúc đó, Ngân đã lấy dao mang theo trong người và đâm một nhát vào ngực trái của anh Quang. Thế Quang gục xuống và người sang nhiều máu. Long đã cầm lưỡi dao đi vứt và cùng Ngân lên taxi về nhà. Tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Ngô Thế Quang không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, xét thấy hành vi của Văn Kiều Thiên Ngân thể hiện tính côn đồ, xâm hại đến tính mạng người khác. Tuy nhiên bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, tòa tuyên án bị cáo Văn Kiều Thiên Ngân 10 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại phí tổn thất tinh thần 120 triệu đồng. Đối với bị cáo Trần Hoàng Bảo Long, biết sự việc nhưng không báo cho cơ quan điều tra, gây khó khăn cho công tác điều tra nên tòa tuyên phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo và 12 tháng thử thách, giao về Ủy ban Nhân dân phường 2 thành phố Đà Lạt quản thúc.